Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu áo đầm cho bé gái như thế này. Phần chân của đầm mình có móc các cái họa tiết sò xen kẽ với mũi kép đơn cho phần chân váy của mình được xòe hơn. Phần thân trên nè. Và mình có trang trí lá, hoa cũng như là họa tiết trái dâu để cho phần thân trên của mình thêm xinh xắn hơn ha. Và phần trên dây quai thì mình sẽ cột lại nè để cho cái phần dây của mình nó có điểm nhấn hơn. Phía sau của mẫu áo đầm này mình có làm họa tiết thắt dây ha, thắt từ trên xuống dưới nè. Đây, để bé mặc vào nó có thể ôm sát được vào thân của bé hơn ha. Để làm được cái mẫu đầm này, nguyên liệu ở đây mình sử dụng đó là len miêu cốt tông của 125g, sợi len của mình có mác S và chữ đỏ ha. Độ dày của sợi len là 1.75 cho đến 2mm. Và kim móc thì mình có hai loại kim ha. Kim đầu tiên là kim 4.0mm. Đầu kim này nó sẽ to hơn gấp đôi so với sợi len. Để mình móc cái phần thân của váy, giúp cho phần thân của váy nó được mềm mại hơn ha. Và kim thứ hai mà mình muốn nói đến đó là kim hai đầu. Ở đây mình dùng đầu số 4 nè. Những bạn nào không có mẫu kim này thì cũng có thể đưa đầu kim vào so sánh với sợi len. Thì đầu kim nó sẽ sắp xỉ gần bằng sợi len là được ha. Để mình móc các cái họa tiết trang trí cho nó được chắc chắn hơn, khi mình nhồi gòn vào nó không có bị lộ hoàn gòn ha. Kéo cắt len. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật, các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên nó có cái độ rộng gần bằng so với vòng ngực của bé. Thì số đo vòng ngực mình có để ở phần mô tả ha, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo. Và mình sẽ móc cái xích đầu tiên này nhỏ hơn so với số đo vòng ngực. Và các bạn sẽ sắp xếp cho mình làm sao tổng số mũi móc này nó là số chẵn nha. Ở đây mình sẽ móc lên 90 mũi móc. Sau khi đã hoàn tất được xích đầu tiên rồi, các bạn nối cho mình hai đầu dây lại. Thì lúc này ta sẽ có được một cái khoảng trống ở bên trong, cái độ rộng này nó sẽ rộng gần bằng so với vòng ngực ha. Nó sẽ nhỏ hơn vòng ngực một chút xíu. Thì từ đây móc lên hai mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân thứ 90 và móc vào một mũi nửa kép. Được mũi nửa kép vào chân đầu tiên rồi ha. Từ đây móc lên một mũi móc xích và lưu ý mũi xích lỏng tay thôi nha. Ta lấy len và bỏ qua một chân móc, móc vào chân kế bên một mũi nửa kép. Đây, để mình tạo một cái khoảng trống như thế này ha. Tiếp tục móc lên một xích lỏng tay, sau đó di chuyển kim bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép. Đây, mình sẽ có được những cái khoảng như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc cuối cùng luôn ha. Móc lên một xích nè, một xích vừa hoặc là lỏng tay nhé. Sau đó bỏ qua một chân và móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép. Tiếp tục lên một xích, bỏ qua chân kế bên ha, móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép. Lên một xích, bỏ qua chân kế bên ha, móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép. Lên một xích và móc tương tự cho đến hết hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì lúc này mình sẽ còn lại một chân móc cuối cùng. Xích đầu tiên mình gây nên là số chẵn ha, cho nên chân móc cuối cùng này các bạn sẽ không tạo khoảng trống mà mình sẽ móc mũi nửa kép này, sau đó tiếp tục qua chân cuối cùng và móc một mũi nửa kép. Thì ta sẽ có hai mũi nửa kép liền nhau cho hai chân móc cuối cùng nha. Từ đây móc lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng thứ hai, để ý hai mũi móc đầu tiên nó là hai mũi móc của hai mũi nửa kép liền nhau, không có khoảng trống. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân của mũi nửa kép đầu tiên, móc vào đó một mũi nửa kép trước. Khi được mũi nửa kép vào chân đầu tiên rồi, chân móc kế tiếp nó không phải là khoảng trống nè, thì các bạn móc lên một xích. Thì cái xích này nó sẽ tương ứng với chân của mũi nửa kép phía dưới ha. Được mũi xích và mũi nửa kép này nó là hai chân móc song song với nhau, thì ta di chuyển kim đến khoảng trống kế tiếp, móc cho mình vào cái khoảng trống nha.
ra cái khoảng trống xích này nè, móc vào một mũi nửa kép. Thì mình cũng tạo ra được một khoảng trống tương tự. Từ đây làm tương tự cho các chân móc còn lại. Lên một xích và di chuyển kim đến khoảng trống kế bên. Không móc vào chân móc nha, mà móc cho mình vào cái khoảng trống một mũi nửa kép. Tiếp tục lên một xích, móc vào khoảng trống kế tiếp một mũi nửa kép. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các cái khoảng trống còn lại cho đến khoảng trống cuối cùng. Thì mình sẽ lên một xích lỏng tay thôi ha, lỏng tay hoặc là vừa tay chứ đừng có móc quá chật. Sau đó đâm kim vào khoảng trống kế bên và móc vào một mũi nửa kép nè. Lên một xích, khoảng trống kế tiếp một mũi nửa kép. Lên một xích và móc tương tự cho đến hết ha. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối hàng móc nè, thì lúc này cuối hàng cũng lên một xích và móc vào cái khoảng trống cuối cùng một mũi nửa kép ha. Mũi móc kế tiếp nó không còn khoảng trống nữa mà nó là cái chân của mũi nửa kép đầu tiên, thì các bạn sẽ không móc lên một xích mà ta di chuyển kim đến cái chân cuối cùng đó, móc vào một mũi nửa kép. Thì lúc này mình sẽ có hai mũi nửa kép dính liền với nhau ha, nó sẽ không có khoảng trống nè. Và cái hàng này nó sẽ tương tự giống như hàng đầu tiên. Từ đây tiếp tục móc lên hai xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ ba thì số chân móc nó cũng tương tự giống như hàng thứ hai. Ở hai chân móc đầu tiên nó sẽ là chân dính liền nè, thì móc vào chân đầu tiên một mũi nửa kép. Đây ha, chân đầu tiên một mũi nửa kép nè. Từ đây móc lên một xích, sau đó mình di chuyển kim đến cái khoảng trống kế bên và móc vào đó một mũi nửa kép ha. Móc lên một xích, khoảng trống kế tiếp móc một mũi nửa kép. Lên một xích, tiếp tục khoảng trống kế bên một mũi nửa kép. Lên một xích và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc nữa ha. Và ta sẽ móc cho đến khi cái chiều cao của phần thân trước này nằm trong tầm từ dưới nách cho đến che hết phần ngực hoặc là xuống dưới eo của bé nha. Thì tùy vào sở thích của mỗi người, các bạn có thể móc cho mình cái kích thước này nó tầm khoảng một gang tay hoặc là nhỏ hơn một gang tay là được. Hoặc là các bạn cũng có thể tham khảo cái kích thước này ở dưới phần mô tả hoặc bình luận mà mình đã ghi bên dưới nha. Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nè. Lên một xích và lần lượt đâm kim vào các khoảng trống, mỗi khoảng trống sẽ móc vào một mũi nửa kép nha. Lên một xích và làm tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc nữa. Sau khi các bạn đã móc thêm cho mình được nhiều hàng móc, thì lúc này cái phần thân trước của mình nó sẽ tạo ra những cái khoảng trống nhỏ như thế này ha. Thì việc mình sử dụng mũi nửa kép nó sẽ giúp cho các cái khoảng trống này nó nhỏ, nó không có bị quá rộng so với khi ta dùng mũi kép đơn. Nó sẽ giúp cho mình khi mặc vào thân á, nó sẽ không có bị hở quá nhiều ha. Bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ phần thân trên. Móc lên một xích. Ta sẽ viền lại ở cái phần thân sau tạo khoảng trống luồng dây trước. Thì để ý cho mình ở những cái chân móc của cái phần thân sau này nè. Đầu tiên thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân của mũi nửa kép cuối cùng mà mình móc ở đây. Thì đây là chân móc của nó nha, móc vào một mũi móc đơn trước. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, các chân móc còn lại thì để ý cho mình ta sẽ móc vào những cái chân móc. Đây, chân móc nè. Chân móc hàng kế tiếp nè. Chân móc nè, hàng kế tiếp ha. Các bạn lưu ý không móc vào thân chân móc nha. Đây là thân chân móc nè, các cái khoảng trống của thân chân móc này mình sẽ không móc vào, mà các bạn chỉ móc cho mình vào các cái chân móc của nó thôi nha. Chân móc kế tiếp này mình sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Được hai móc đơn vào chân móc kế bên rồi thì chân kế tiếp móc một mũi móc đơn. Chân tiếp nữa là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Kế bên là một ha, một móc đơn nè. Tiếp tục là hai móc đơn cùng chân móc.
Thì như vậy là mình đã viền lại được cái phần thân bên hông ha. Vì cái mũi móc phần thân trong của mình là mũi nửa kép nên các bạn sẽ móc cho mình xen kẽ là một mũi móc đơn, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc thì nó sẽ phù hợp với chiều cao của cái mũi nửa kép mà mình móc cho phần thân nhé. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Hai mũi cùng chân rồi nè, thì tiếp tục một mũi móc đơn chân móc kế bên nè, hai mũi móc đơn cùng chân móc kế tiếp, một mũi cho chân kế bên và làm tương tự đến hết ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc thì ở cái chân móc cuối cùng của cái hàng phần viền này nè, các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân cuối cùng đó một mũi móc đơn. Như vậy là ta viền lại được hàng đầu tiên của phần luồng dây. Để móc tiếp hàng thứ hai, móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng thứ hai này mình sẽ tạo các cái khoảng trống để mình luồn sợi dây vào điều chỉnh cho phần thắt lưng ha. Thì móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, móc lên một mũi móc xích. Sau đó bỏ qua một chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Ta sẽ tạo ra được một cái khoảng trống để mình luồn dây như thế này. Từ đây móc tiếp vào hai chân kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì tính từ cái khoảng trống mà mình vừa tạo, mình sẽ có được 3 mũi móc đơn vào 3 chân liên tiếp nhau. Tiếp tục tạo một khoảng trống ở đây, gây nên một xích, bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Ta tạo ra được khoảng trống thứ hai. Từ khoảng trống này cũng gây nên 3 mũi móc đơn ha. 2 nè, móc đơn thứ 3 nè. Mình cũng có được 3 mũi móc đơn từ khoảng trống mà mình vừa tạo. Và các cái khoảng trống này nó sẽ bằng nhau nha. Móc tương tự cho mình cho đến hết. Lên một xích nè, bỏ qua một chân và 3 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Sau đó lên một xích và tiếp tục ha, bỏ qua một chân, móc vào 3 chân liên tiếp. Và móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Khi tạo ra được những cái khoảng trống đến cuối hàng thì cũng móc vào chân móc cuối cùng của hàng móc này một mũi móc đơn. Sau đó gây nên một xích. Như vậy là ta vừa viền được một bên của phần thân luồn dây ha, tạo được những cái khoảng trống luồn dây như thế này. Thì khi đã viền được một bên rồi, các bạn tiến hành cắt cho mình sợi len, sau đó mình sẽ viền lại bên còn lại. Các bạn đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên của cái hàng viền đó. Đưa sợi len ra phía sau, chùa một đoạn len dài ha. Kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Ta cũng đâm kim vào chân mình vừa móc, móc một mũi móc đơn. Từ đây tiếp tục viền tương tự cho đến cuối hàng móc. Mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi ha. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Mũi thứ hai sẽ là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Tiếp tục là mũi móc đơn vào chân kế bên, hai mũi móc đơn cùng một chân móc vào chân kế tiếp và móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì chân cuối cùng cũng móc một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích. Để móc hàng móc thứ hai tạo khoảng trống thì các bạn gập cho mình cái phần thân lại và mình sẽ so tương ứng. Hàng móc mà mình tạo khoảng trống ở cái phần mà mình vừa tạo ban đầu á. Đây, thì lúc này cái điểm này nó sẽ đối diện với cái khoảng mà 4 mũi móc đơn, sau đó là một khoảng trống nè.
4 mũi và một khoảng trống ha. Thì cái điểm mà mình bắt đầu hàng thứ hai này, các bạn quay ngược đầu móc lại. Ta cũng móc liên tiếp vào 4 chân, mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba cho chân thứ ba và móc đơn thứ tư cho chân móc thứ tư. Có 4 mũi móc đơn liên tiếp thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích để tạo cái khoảng trống. Và bỏ qua chân kế bên, móc vào chân kế tiếp cho mình ha, một mũi móc đơn. Và tiếp tục cho hai chân kế tiếp nè, cũng móc một mũi móc đơn. Gây nên một xích. Tương tự ha, bỏ qua một chân và làm tương tự cho đến cuối hàng. Thì các bạn cũng tạo cho mình các cái khoảng trống nó cách nhau là 3 chân móc nha. Khi đã móc được đến cuối hàng rồi ha, lúc này mình còn lại hai chân móc cuối cùng, thì các bạn cũng tạo cho mình cái chân gần cuối đó một khoảng trống và móc vào chân cuối cùng một mũi móc đơn. Như vậy là điểm cuối cùng của mình nó cũng tạo ra một cái khoảng trống và các khoảng trống của mình nó cách đều 3 mũi móc ha. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Khi ta gặp hai cái phần thân này lại nè, thì lúc này các cái khoảng trống nó sẽ tương ứng với nhau ha. Tức là nó sẽ song song và tương ứng số mũi móc với nhau nè. Thì bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ cái phần thân trên này. Các bạn sẽ chọn cho mình một mặt, mình làm cái mặt phải ở bên ngoài. Thì mình có thể chọn một trong hai mặt cũng được ha. Sau đó mình sẽ viền lại nè. Mình sẽ viền lại cái hàng thân mà móc mũi xích đầu tiên trước nha. Khi lên một xích rồi, đâm kim vào chân móc mà mình móc mũi móc đơn cuối cùng đó, móc vào một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục di chuyển kim qua chân kế tiếp, móc một mũi móc đơn. Tiếp tục ha, các cái chân móc kế tiếp nó sẽ là cái chân của mũi xích đầu tiên mà mình gây nên. Thì các bạn cứ lần lượt đâm kim cho mình vào từng chân móc. Và mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn. Đối với cái điểm mà mình bỏ qua, các bạn có thể móc cho mình vào khoảng trống cũng được, hoặc là mình có thể móc vào chân móc cũng được ha. Ở đây mình sẽ móc vào chân móc cho cái mũi móc của mình nó được đẹp hơn nè. Móc tương tự cho mình cho đến đầu bên này. Sau khi đã viền lại được một phần thân trên rồi, các cái chân móc mà mình tạo khoảng trống cũng móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì mình sẽ tiếp tục di chuyển kim đến cái phần thân tạo cái khoảng trống luồng dây ha. Thông thường thì ta sẽ viền vào các cái chân móc, mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn. Nhưng lúc này để cho cái khoảng trống của mình nó lộ rõ, để mình có thể dễ dàng thấy cái khoảng trống mình luồn dây vào á, thì mình sẽ tiến hành móc luôn vào cái khoảng trống này ha. Tức là cái mũi móc xích này nè, với hai chân móc đơn nằm ở hai bên của mũi móc xích, mình sẽ móc luôn vào cái khoảng trống này. Lúc này các bạn sẽ móc cho mình vào khoảng trống 3 mũi móc đơn. Được 3 mũi móc đơn vào khoảng trống rồi, nó sẽ giúp cho khoảng trống của mình nó lộ rõ hơn ha. Thì 3 mũi này nó sẽ tương đương với một xích và hai mũi móc đơn ở hai bên mũi xích. Thì cái chân móc kế tiếp mình đã thay vào cái khoảng trống rồi, các bạn sẽ bỏ qua cho mình và móc vào chân kế bên một mũi móc đơn. Đây, mình sẽ hoàn tất được một khoảng trống như thế này ha. Từ đây mình sẽ móc tương tự đến cái chân móc kế bên nè, thì cái chân móc này nó liên quan đến cái khoảng trống xích. Tức là nó nằm kế bên khoảng trống xích ha. Thì móc vào khoảng trống xích này 3 mũi móc đơn. Đây, chân mũi móc đơn này, chân xích này và mũi móc đơn kế bên ở phía ngoài. Ta cũng móc vào cái khoảng trống đó 3 mũi móc đơn nha. Ta cũng có được khoảng trống thứ hai lộ rõ ra nè. Tiếp tục bỏ qua chân sát bên, thì chân sát bên mình đã móc mũi móc đơn vào khoảng trống rồi ha. Thì bỏ qua chân sát bên và di chuyển kim đến chân kế tiếp, móc cho mình vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Và móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Khi các bạn cứ gặp cái mũi móc đơn nào mà nó sát cái mũi móc xích thì mình sẽ không móc vào chân móc đơn đó,
mà móc vào khoảng trống của xích là được ha. Đây, 3 mũi móc đơn nè. Bỏ qua chân kế bên, móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Các cái khoảng trống của mình nó sẽ lộ rõ ra ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi đã viền được đến cuối hàng, tạo các cái khoảng trống lộ rõ ra để mình có thể luồn dây vào nè, thì tiếp tục di chuyển kim đến cái cạnh còn lại. Chân cuối cùng móc một mũi móc đơn ha. Sau đó để tạo góc thì móc lên một xích và móc vào chân đó một mũi móc đơn nữa. Và tiếp tục lần lượt di chuyển kim đến các chân móc của cái phần thân này, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Thì nó sẽ viền tương tự giống như cái phần trên á. Cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đến đây thì cũng tạo góc và tạo các cái khoảng trống lộ rõ ra tương tự như cái phần mà mình vừa hướng dẫn nè. Và mình sẽ móc lên cái góc mà mình bắt đầu móc cái phần viền ha, là cái góc này. Sau khi đã viền lại được toàn bộ phần thân trên rồi, đến chân móc cuối cùng thì cũng móc vào cái khoảng trống cuối cùng đó 3 mũi móc đơn và đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên. Móc một mũi dời để kết thúc. Lên một xích, kéo và cắt len. Giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha, thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được phần thân trên như thế này. Để móc được phần chân váy phía dưới, các bạn sẽ xác định cho mình hàng móc mà mình móc phần chân váy phía dưới. Thì cái hàng móc nào nó có cái khoảng trống gần nhất với cái hàng móc đó thì nó sẽ nằm ở bên trên. Đây, thì như vậy đây là cái hàng móc bên trên ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại ở cái phần thân dưới. Để đi vào móc họa tiết của phần chân váy phía dưới thì các bạn sẽ viền cho mình một hàng viền mũi đơn cho cái phần thắt eo của mình nó được đẹp hơn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng màu xanh để mình móc cái phần viền này ha. Đâm kim cho mình vào cái khoảng trống mà mình tạo góc nè. Sau đó đưa sợi len màu xanh ra phía sau, chừa một đoạn len dài để mình móc dấu vào trong mũi móc nha. Đưa ra phía sau, sau đó kéo sợi len qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Lần lượt đâm kim vào các chân móc kế bên, mỗi chân làm một mũi móc đơn và móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Mình sẽ có được một cái hàng viền tương tự như trên ảnh mà mình có để trên màn hình ha. Nhớ cho mình là khi mình móc cái phần viền, để ý cái khoảng trống gần nhất với cái phần thân trên thì các bạn sẽ để cho mình nó nằm ở bên trên ha. Còn cái khoảng trống xa hơn nè, thì cách cái khoảng trống này ta sẽ móc ở đây cái phần viền. Đây, tương tự cho đến cuối hàng. Khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nè. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi các bạn đã viền lại cho mình được một hàng mũi đơn rồi thì đến kết thúc móc lên một xích, kéo và cắt len. Ta sẽ có được một phần thân trên như thế này ha, giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái họa tiết phần chân váy bên dưới. Đây là mặt phải của thân trên ha, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên mà mình viền của phần màu xanh á. Tạo cho mình một nút ở sợi len màu đỏ. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi, đâm kim vào chân đầu tiên, chân mũi móc đơn đầu tiên mà mình viền ở cái phần màu xanh nè. Kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Khi có được 3 mũi móc xích rồi ha, các bạn sẽ tiến hành bỏ qua cho mình hai chân móc kế bên. Và ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ 3, móc vào đó một họa tiết sò. Thì họa tiết sò của mình các bạn sẽ móc vào đây 3 mũi kép đơn ha, vào chân móc thứ 3.
kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, mũi kép đơn thứ ba. Khi có được 3 mũi móc kép đơn vào chân móc đó rồi thì tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Và móc vào cái chân móc đó 3 mũi kép đơn nữa ha. Tức là cái chân móc này mình sẽ có 6 mũi kép đơn. Ta sẽ có được một họa tiết sò như thế này. Kết thúc họa tiết sò thì bỏ qua 2 chân móc kế bên và đâm kim vào chân thứ 3, móc vào chân thứ 3 một mũi kép đơn. Đây thì mình sẽ hoàn tất được họa tiết như thế này ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Ta cứ bỏ qua 2 chân móc kế bên và chân kế tiếp, lắc là chân thứ 3, móc vào một họa tiết sò gồm 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc ha. Tiếp tục lên 2 xích và móc tiếp vào đó 3 mũi kép đơn. Bỏ qua 2 chân móc vào chân thứ 3 một mũi kép đơn và móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng, nhiều trường hợp các cái mũi móc cuối cùng nó sẽ không có đủ cái khoảng trống để mình cách ra và tạo họa tiết sò cũng như là mũi kép đơn ha. Thì khi mà không có đủ khoảng trống như thế này, các bạn sẽ chừa cho mình 3 họa tiết sò cuối cùng. Và 3 họa tiết sò này khác với các họa tiết sò phía trước là mình bỏ qua 2 chân móc. Thì 3 họa tiết sò này các bạn sẽ chia đều cho mình số mũi móc ra, tức là nó có thể cách nhau là một chân móc ha. Đây, ở đây mình có cái khoảng cách là một mũi móc đơn nè. Sau đó là 2 mũi móc đơn, tiếp tục là một mũi móc đơn ha. Các bạn cứ chia đều làm sao cho mình khi mà móc cái chân cuối cùng á, chân mũi móc đơn cuối cùng này ta móc vào đó sẽ là một mũi kép đơn nha. Đó sẽ là chân kết thúc của cái hàng móc này. Các bạn sẽ lấy len và đâm kim vào chân cuối cùng, kéo len qua chân móc, sau đó kéo qua 2 chân trên kim, giữ nguyên vị trí này ha. Sau đó mình sẽ tiến hành nối lại, đưa cho mình cái đầu móc đầu tiên, đâm kim vào chân xích thứ 3, tính từ dưới lên chân xích thứ 3 ha. Sau đó kéo len qua hết các chân móc trên kim. Như vậy là mình đã nối được cái phần chân váy lại, và cái khoảng ở bên trên mình sẽ tiến hành luồn dây vào điều chỉnh cho cái phần thắt lưng ha. Để tiếp tục hàng móc thứ hai tạo độ xòe cho phần chân váy thì móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó chân móc đầu tiên các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân mình vừa móc mũi dời đó, tức là chân xích thứ 3 ha, móc vào một mũi kép đơn nè. Tính 3 xích đầu tiên mà mình gây nên là một mũi móc thì ở đây mình đã tăng lên được một mũi, ta có 2 mũi kép đơn ha, nó sẽ nhiều hơn hàng bên trên một mũi. Thì khi đã tăng được một mũi rồi, các bạn di chuyển kim cho mình đến chính giữa của họa tiết sò kế bên và móc cho mình vào đây một họa tiết sò tương tự gồm 3 mũi kép đơn. Sau đó lên 2 mũi xích và tiếp tục móc vào khoảng trống đó 3 mũi kép đơn. Ta có được họa tiết sò đầu tiên cho hàng móc thứ hai và nó sẽ nằm bên trên hàng móc thứ nhất ha. Điểm tiếp theo là chân móc của mũi kép đơn thì các bạn sẽ móc cho mình vào đó 2 mũi kép đơn cùng chân móc. 1 và kép đơn thứ hai. Thì như vậy là ở đây mình cũng có được 2 mũi kép đơn bằng với số mũi kép đơn của cái điểm đầu tiên nha. Tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc còn lại và móc tương tự đến cuối hàng. Chính giữa của họa tiết sò thì móc một họa tiết sò. Ba kép đơn nè. Lên 2 xích và tiếp tục 3 mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống.
Hoàn tất được họa tiết sò rồi, di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn lẻ và ta sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Sau đó sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì kết thúc vòng này, đâm kim vào chân xích thứ ba, móc vào chân xích thứ ba một mũi dời. Để tiếp tục hàng thứ ba thì móc lên 3 mũi xích. Hàng thứ ba thì làm tương tự như hàng móc thứ hai, tức là chân đầu tiên thay vì mình móc vào cái chân mình vừa móc mũi dời thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc vào một mũi kép đơn. Mình sẽ có được hai mũi móc bằng với số mũi móc của hàng thứ hai ha. Chính giữa của họa tiết sò này sẽ móc một họa tiết sò tương tự. 3 kép đơn. Sau đó lên hai mũi xích và tiếp tục 3 mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống. Được họa tiết sò rồi, di chuyển kim đến hai chân móc kế bên và mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn. Như vậy là các cái chân móc ở hàng thứ ba này nó sẽ bằng với số chân móc của hàng thứ hai ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Thì ở đây mình sẽ có hai hàng móc có hai mũi kép đơn lẻ nè. Hai hàng móc hai mũi kép đơn lẻ ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì móc vào chân xích thứ ba một mũi dời. Tiếp tục móc lên 3 mũi xích. Khi hoàn tất được hai hàng móc có hai mũi kép đơn lẻ rồi thì hàng tiếp theo mình sẽ tiến hành tăng một mũi. Thì đâm kim vào chân mà mình vừa móc mũi dời, móc vào đó một mũi kép đơn để tăng mũi. Sau đó đâm kim vào chân của mũi kép đơn kế bên ha, móc vào một mũi kép đơn. Như vậy là ta sẽ có được 3 mũi móc cho cái điểm đầu tiên này. Tiếp tục di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò và móc vào đó một họa tiết sò. Được họa tiết sò rồi ha. Ở hai chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình tăng một mũi, tức là mình sẽ có 3 mũi kép đơn vào hai chân móc này. Thì các bạn có thể tăng cho mình ở một chân móc bất kỳ. Thì ở đây mình sẽ tăng vào chân đầu tiên ha. Móc vào chân đầu tiên hai mũi kép đơn. Chân đầu tiên tăng rồi thì chân thứ hai móc một mũi kép đơn. Như vậy là mình sẽ có được 3 mũi kép đơn vào hai chân móc ha. Nó sẽ bằng 3 mũi ở cái điểm đầu tiên mà mình tăng nè. Thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Khoảng trống họa tiết sò thì móc họa tiết sò. Còn hai chân móc này mình sẽ tăng một mũi tương tự ha. Sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như các cái hàng móc mà mình vừa hướng dẫn. Và để ý cho mình ở cái phần mà mình tăng mũi nè. Các cái hàng mà mình tăng mũi thì mình có một hàng đầu tiên có một mũi kép đơn. Hai hàng kế tiếp có hai mũi kép đơn thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình 3 hàng kế tiếp là 3 mũi kép đơn, 4 hàng kế tiếp là 4 mũi kép đơn, 5 hàng là 5 mũi ha. Cái số mũi móc này bao nhiêu thì số hàng móc nó sẽ tương đương bằng với số mũi móc là được. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Thì khi các bạn cứ tăng như thế này thì lúc này cái chân váy của mình nó sẽ có cái độ xòe rộng vừa phải ha. Đây, xòe rộng vừa phải như thế này. Thì ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi chiều cao từ phần trên thân nè đến cái hàng mà mình thêm cuối cùng nó sẽ chạm đến cái phần đầu gối hoặc trên đầu gối một chút, hoặc là tùy chiều dài mà các bạn mong muốn ha. Các bạn có thể móc cho đến khi đạt được chiều dài mà các bạn xác định là được. Sau khi đã thêm được nhiều hàng móc ở phần chân váy thì lúc này phần chân váy của mình nó sẽ có cái độ xòe rộng ra và chiều cao từ cái hàng móc bên trên đến cái hàng móc cuối cùng nó đã bằng đến phần đầu gối của bé rồi. Thì cuối hàng móc của phần chân váy các bạn sẽ viền cho mình một hàng móc màu xanh để mình tạo cái điểm nhấn cho cái phần chân váy nè. Hoặc là các bạn có thể phối màu tùy thích ha. Và sau khi đã hoàn tất được toàn bộ phần thân cũng như là chân của đầm rồi, bên trên các bạn sẽ móc cho mình 4 sợi dây để mình có thể cố định được đầm ở trên thân.
Và để giúp cho đầu dây nó có điểm nhấn hơn thì ở đây mình móc luôn cái trái dâu vào trong sợi dây ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái trái dâu này. Để móc được họa tiết trái dâu, các bạn sẽ sử dụng cho mình kim 2 đầu. Ở đây mình dùng đầu số 4. Những bạn nào không có mẫu kim này có thể so sánh đầu kim với sợi len. Thì đầu kim của mình nó sẽ có cái độ dày xấp xỉ bằng sợi len hoặc là nhỏ hơn sợi len một chút. Thì khi mình móc cái trái dâu á, mình nhồi gòn vào bên trong thì phần gòn nó sẽ không có bị lộ ra bên ngoài ha. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Được 6 mũi móc đơn rồi, nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên với 6 mũi móc đơn. 6 mũi móc đơn này nó sẽ tạo ra 6 chân móc cho vòng móc thứ hai. Thì vòng móc thứ hai móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời, móc vào đó một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi thì chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta được cụm móc như thế này ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì mình sẽ được 3 cụm tổng cộng. Một mũi móc đơn nè. Sau đó tiếp tục là 2 móc đơn cùng chân móc. Được cụm thứ hai nè. Một mũi móc đơn. Sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta được cụm thứ ba ha. Kết thúc vòng móc này, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng. Móc lên một xích. Vòng móc thứ ba móc theo công thức như sau. Chân móc đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời, móc vào một mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ hai móc một mũi móc đơn. Được 2 mũi móc đơn mỗi chân rồi thì chân thứ ba móc 2 mũi móc đơn cùng chân. Ta có được một cụm móc như thế này. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 3 cụm như thế này ha. Hai chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân thứ ba là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Được cụm thứ hai nè. Cụm thứ ba, 2 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Khi đã hoàn tất được 3 cụm như thế này rồi, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên một xích. Tiếp tục hàng thứ tư móc theo công thức như sau. Ở hàng thứ ba mình có 2 mũi mỗi chân. Thì hàng thứ tư các bạn tăng cho mình thêm một mũi mỗi chân, tức là ta sẽ có 3 mũi mỗi chân. Sau đó là 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Ta sẽ có được một cụm móc như thế này ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 3 cụm. Ta sẽ giúp cho cái phần trái dâu của mình nó có cái độ rộng ra nè. Ta cứ móc tương tự cho đến cuối vòng, sau đó những bạn nào mà muốn trái dâu mình to hơn thì cứ tăng mũi như vậy ha. Dựa vào hàng bên dưới bao nhiêu mũi mỗi chân thì hàng bên trên sẽ tăng một mũi so với hàng phía dưới ha. Ở tay mình có 3 mũi mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân nè. Tiếp tục là 2 mũi cùng chân nè ha. Được cụm thứ hai rồi nè, cụm thứ ba, 3 mũi mỗi chân. Sau đó là 2 mũi cùng chân. Khi đã kết thúc được hàng thứ tư rồi, móc vào chân của mũi móc đơn đầu tiên một mũi dời. Sau đó lên một xích.
Thì mình sẽ dừng lại ở hàng móc thứ tư này, hàng tăng mũi thứ tư này ha. Lúc này cái độ rộng của trái dâu nó đã có cái độ rộng vừa phải rồi. Thì các bạn móc tiếp cho mình hai hàng móc kế tiếp không tăng mũi, tức là mình sẽ móc đều, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm một vòng móc nữa ha. Tức là cái số hàng móc mà mình không tăng mũi nó sẽ bằng một nửa so với tổng số hàng móc của cái hàng mà mình tăng ha. Thì ở đây mình có 4 hàng tăng rồi thì hai hàng sẽ không tăng nè. Thì sau khi các bạn đã thêm cho mình hai hàng không tăng mũi bằng một nửa so với hàng tăng rồi thì kết thúc đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó móc lên một xích. Thân trái dâu nó đã có cái độ cao và sâu như thế này rồi ha, thì mình sẽ tiến hành giảm mũi cho cái phần đỉnh của trái dâu này. Thì cách giảm mũi như sau. Các bạn để ý cho mình cái hàng móc mà mình tăng mũi cuối cùng có bao nhiêu mũi móc đơn ở mỗi chân. Thì ở đây hàng móc của mình có 3 mũi mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân ha. Thì 3 mũi mỗi chân này các bạn sẽ móc cho mình ở cái hàng móc mình giảm mũi này, 3 mũi mỗi chân. Được 3 mũi mỗi chân rồi, hai chân kế tiếp mình sẽ tiến hành chụm nó lại thành một chân. Thì cách chụm như sau. Để ý cho mình ở các cái chân móc này này nó sẽ có những cái đường móc. Mỗi chân móc nó sẽ có hai cái đường móc nè. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường móc ở bên ngoài. Đây ha. Thì bây giờ mình sẽ chụm mũi nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình từ ngoài vào trong đường móc bên ngoài của chân kế bên. Tiếp tục đưa kim ra ngoài và đâm từ ngoài vào trong chân kế tiếp. Được hai mũi như thế này thì kéo len qua hai chân trên kim, sau đó kéo len tiếp tục qua hai chân trên kim. Như vậy là hai mũi phía dưới giãn được thành một mũi bên trên ha. Móc tương tự cho mình cái cụm này cho đến cuối vòng thì mình sẽ được 3 cụm tổng cộng như vậy. Ta sẽ có nè, 3 chân liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn. Được 3 mũi mỗi chân rồi thì hai chân kế tiếp chụm mũi nè. Đâm từ ngoài vào trong chân đầu tiên ha. Tiếp tục đâm từ ngoài vào trong chân kế bên. Kéo len qua hai chân trên kim, sau đó kéo tiếp tục qua hai chân trên kim. Ta được cụm thứ hai và móc tương tự cho đến cuối. 3 mũi mỗi chân. Sau đó là hai mũi chụm chân. Ta cũng đâm kim lần lượt vào hai chân ha, và cũng đâm kim vào đường bên ngoài, sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết. Kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một xích, kéo và cắt len. Như vậy là mình hoàn tất được cái họa tiết trái dâu phần thân nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần lá. Sử dụng cho mình sợi len màu xanh tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có một nút rồi, đâm kim vào một chân móc bất kỳ của hàng cuối cùng ở cái trái dâu. Thì ở đây mình sẽ đâm kim vào chân của mũi dời kết thúc ha. Kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên một xích. Đâm kim vào chân kế bên, móc một mũi móc đơn. Khi có được mũi móc đơn đầu tiên rồi, để ý cho mình ở cái vòng tròn cuối cùng của cái phần thân trái dâu, các bạn sẽ chọn cho mình 3 điểm để mình móc 3 mũi móc đơn. Tức là 3 điểm này nó sẽ chia đều tam giác ha. 3 điểm nè. Thì từ cái điểm đầu tiên đến cái điểm móc đơn thứ hai, thì mình sẽ chọn cái điểm này là điểm thứ hai ha. Đây, điểm này điểm thứ hai nè. Thì chính giữa của mũi móc đơn thứ nhất và mũi móc đơn thứ hai, các bạn sẽ chọn cho mình một điểm nằm chính giữa của hàng móc thứ ba tính từ trên xuống. Đây, hàng móc thứ ba ha, có thể là hàng móc thứ hai cũng được, hoặc là hàng thứ ba cũng được. Miễn sao nó nằm chính giữa của hai mũi móc đơn bên trên là được ha. Đây. Khi các bạn móc lên cho mình một mũi móc đơn thì giữ nguyên cho mình cái vị trí của cái mũi móc này, đừng có kéo giãn quá ha. Sau đó mình sẽ đưa kim xuống phía dưới nè, từ hàng móc thứ nhất, hàng thứ hai và hàng thứ ba, thì đâm kim vào một chân móc của hàng thứ ba nằm chính giữa của hai mũi móc đơn bên trên ha. Đây,
Các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào cái chân ở hàng thứ ba đó. Sau đó luồn kim lên phía trên, tức là mình sẽ luồn kim ra cái khoảng trống mà mình nhồi gòn nè. Sau đó kéo sợi len qua chân móc. Lúc này kéo dài cho mình cái mũi móc ra, cho nó có cái chiều cao như thế này ha. Tiếp tục lấy len đâm kim cho mình vào chân đó lần thứ hai. Kéo len nè. Kéo dài sợi len cho bằng với cái sợi len ban đầu ha. Lần thứ ba. Tiếp tục lấy len lần thứ tư. Và lần thứ năm. Được 5 lần liên tiếp thì kéo len qua hết các chân móc trên kim. Sau đó lên mũi móc xích. Mình sẽ tạo được một cái độ dày của lá như thế này ha. Đâm kim vào cái chân mà mình xác định mũi móc đơn thứ hai, móc vào một mũi móc đơn. Tiếp tục tạo một phần lá ở chính giữa của mũi móc đơn thứ ba. Thì đây là mũi móc đơn thứ ba ha, mũi thứ nhất nè, mũi thứ hai và mũi thứ ba nó sẽ nằm tam giác như thế này. Thì cái mũi thứ ba đến mũi thứ hai, điểm nằm chính giữa nó sẽ là cái góc ở bên dưới ha. Nó sẽ làm tương tự cho mình một phần lá đầu tiên này. Ta cũng lấy len và đâm kim xuống phía dưới nè. Luồn kim lên cái khoảng trống. Sau đó kéo cái sợi len qua chân móc. Kéo dài cái sợi len ra ha. Tiếp tục làm lần thứ hai. Lấy len và đâm kim lần thứ hai. Kéo len. Lần thứ ba. Kéo len. Lần thứ tư. Kéo len. Lần thứ năm. Kéo len. Sau đó kéo len qua hết các chân móc trên kim. Móc lên một mũi móc xích. Đâm kim vào chân mà mình xác định mũi móc đơn thứ ba là mũi móc đơn cuối cùng. Móc vào một mũi móc đơn. Tiếp tục tạo phần lá còn lại ở chính giữa của hai mũi móc đơn thứ ba và thứ nhất là điểm này ha. Cũng tạo cho mình một phần lá tương tự nè. Lấy len và đâm kim 5 lần ha. Sau đó kéo len qua hết các chân móc trên kim. Móc lên một xích. Khi kết thúc được phần lá cuối cùng rồi, các bạn sẽ kéo dài cho mình cái mũi móc cuối cùng này ra. Sau đó mình sẽ tiến hành nhồi gòn vào trong cái khoảng trống. Sau khi đã nhồi gòn hoàn tất rồi ha, thì tiếp tục đâm kim cho mình lại vào cái chân móc mà mình vừa kéo đó, gút sợi len lại và đâm kim vào cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng. Tiếp tục gây nên một xích. Ta sẽ tạo ra được 6 chân móc cho vòng móc này ha. Từ đây các bạn di chuyển kim đến cái chân phía ngoài của cái phần lá đầu tiên này nè. Đâm kim từ ngoài vào trong ha. Vào cái chân móc phía ngoài nè. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến cái chân móc sát bên của lá thứ hai. Cũng đâm kim từ ngoài vào trong. Và tiếp tục ha, di chuyển kim đến cái lá thứ ba. Đâm kim từ ngoài vào trong. Sau đó kéo len qua hết ba chân trên kim và luôn vào cái chân thứ tư ha. Từ đây móc lên cho mình một sợi dây móc xích. Sợi dây này nó sẽ có cái độ dài vừa đủ từ cái phần thân trước lên bên trên ha. Các bạn có thể móc cho mình tầm khoảng 70 cho đến 90 mũi móc. Thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái phần thân trái dâu như thế này. Móc tiếp cho mình cái sợi dây móc xích có cái độ dài vừa phải để mình cột lên trên vai nha. Sau khi đã tạo được cái chiều dài của sợi dây và hoàn tất được họa tiết trái dâu rồi ha, thì mình sẽ có được một đầu dây như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối vào trong thân của đầm. Ở đây mình đã có nối sẵn một sợi dây cho cái phần thân sau. Thì lưu ý đối với hai sợi dây mà mình nối ở cái phần thân sau. Sợi dây đầu tiên khi nối, các bạn sẽ nối cho mình dời vào một chân móc của cái hàng móc này ha.
Đây. Thì ở đây mình có hai chân móc. Rồi vào cái chân móc thứ hai nó sẽ thẳng hàng với cái hàng móc mà mình tạo khoảng trống á. Từ ngoài vào trong dời vào tới chân móc thứ hai. Và mình sẽ nối ở đây. Thì tương tự cho đầu còn lại cũng dời vào chân móc thứ hai. Đâm kim vào đây móc một mũi dời. Khi được mũi dời rồi, các bạn sẽ tiến hành đưa cho mình cái sợi xích qua một bên. Và mình sẽ tiến hành móc vào các cái chân móc của sợi xích này, mỗi chân là một mũi dời vào mỗi chân móc. Chân kế bên cũng móc một mũi dời nè. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết sợi dây ha. Sau khi đã kết thúc được các mũi dời vào sợi dây rồi, thì đến cuối hàng kéo cho mình sợi len, sau đó cắt len. Lúc này cái sợi len thừa này nè, các bạn sẽ dùng kim và mình giấu sợi len thừa này vào trong họa tiết của trái dâu. Thì nó sẽ giúp cho sợi dây của mình nó không có bị dư cái sợi len thừa ha. Giấu vào trong trái dâu nè. Như vậy là đầu dây của mình nó sẽ hoàn tất như thế này ha. Khi các bạn đã móc cho mình được hai sợi dây để mình nối ở phần thân sau. Đây. Thì tiếp tục móc cho mình hai sợi dây ở phần thân trước. Để xác định được hai điểm nối cho hai sợi dây ở phần thân trước thì xác định cho mình độ rộng ở phần cổ. Các bạn có thể ước chừng cho mình cái độ rộng của phần cổ ha, sao cho nó nằm chính giữa là được. Hoặc cách thứ hai, đặt thân đầm nằm bên trên sao cho nó cân bằng, sau đó mình sẽ chọn một cái khoảng nằm chính giữa. Hoặc là các bạn có thể chia đôi cái khoảng chính giữa này ra, sau đó tiếp tục chia đôi một khoảng nữa thì mình sẽ có được cái điểm mà mình thắt dây đầu tiên. Sau đó đếm từ sợi dây phía sau, đếm lên phía trước được bao nhiêu mũi so với cái mũi mà mình tạo sợi dây ban đầu nè. Thì đếm ngược lại cho mình ha, từ sợi dây phía sau còn lại, đếm ngược lên bằng cái số mũi móc của cái khoảng cách phía sau kia ha. Thì mình sẽ ra được cái điểm thứ hai mà mình tạo cái sợi dây. Ta tiếp tục hoàn tất được sợi dây, sau đó mình sẽ gắn cố định sợi dây vào cái điểm mà mình vừa đánh dấu nè. Cũng tạo cho mình cái trái dâu ở đầu điểm ha. Sau đó đâm kim vào cái khoảng trống mà mình vừa xác định được, móc vào đó một mũi dời. Được mũi dời rồi, lần lượt đâm kim vào các cái chân móc. Và ta sẽ móc mỗi chân là một mũi dời vào mỗi chân móc ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết đầu dây. Sau khi đã hoàn tất được cho mình 4 sợi dây để mình cài vào phần vai, thì sợi dây ở phía sau các bạn cũng tạo lên cho mình một sợi dây để mình có thể thắt vào. Thì ở đây mình có tạo được cái sợi dây với hai đầu dây tạo hình chiếc lá nè. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc sợi dây này ha. Đầu tiên tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên 9 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Khi có được 9 mũi móc xích rồi, tiếp tục móc lên một xích. Đâm kim vào chân xích thứ 9 móc một mũi dời. Chân thứ 8 móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ 7 móc một mũi nửa kép. Chân thứ 6 móc một mũi kép đơn. Chân móc thứ 5 mình sẽ móc một mũi kép đôi ha. Thì mũi kép đôi các bạn sẽ móc cho mình như sau. Ta lấy len 2 lần lên trên kim nè. Đâm kim vào chân thứ 5. Kéo len qua chân móc.
Lúc này trên kim có 4 đường móc ha, lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết. Lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Các chân còn lại thì giảm mũi nè. Chân kế tiếp móc một mũi kép đơn và cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Chân bên cạnh là một mũi nửa kép. Chân tiếp nữa là một mũi móc đơn. Và chân cuối cùng ta sẽ móc một mũi dời vào chân cuối cùng để mình kết thúc cái phần lá này ha. Móc vào chân cuối cùng một mũi dời. Từ đây móc lên cho mình một sợi dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể thắt qua cái phần sau lưng ha. Thì ở đây mình sẽ móc lên 200 mũi móc xích. 2 3 4 5 6. Sau khi đã hoàn tất được sợi dây móc xích có cái độ dài này rồi ha và có một đầu chiếc lá thì đầu còn lại các bạn cũng tạo cho mình một chiếc lá tương tự. Thì cũng gây nên cho mình 9 xích, sau đó lên một xích và lần lượt chân thứ 9 một mũi dời. Chân móc thứ 8 một mũi móc đơn. Chân thứ 7 một mũi nửa kép. Chân thứ 6 một mũi kép đơn. Chân thứ 5 một mũi kép đôi. Chân thứ 4 một mũi kép đơn. Chân móc thứ 3 một mũi nửa kép. Chân móc thứ 2 một mũi móc đơn. Và còn lại chân cuối cùng móc một mũi dời. Đến điểm kết thúc này kéo cho mình dài sợi len ra và cắt len. Sau đó mình đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời cuối cùng, kéo sợi len thừa ra phía sau và tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Như vậy là mình sẽ có được một cái sợi dây với hai đầu chiếc lá và ta sẽ không có cái sợi len thừa ở đây ha. Nó sẽ tạo ra điểm nhấn cho sợi dây nè. Các bạn sẽ tiến hành thắt dây vào trong các cái khoảng trống ở phía sau lưng á. Thì mình sẽ thắt tương tự giống như mình thắt dây bata ha. Đây, xỏ lần lượt qua các cái khoảng trống này là được. Sau khi đã thắt dây hoàn tất thì tạo cho mình một guốc ở đây. Mình sẽ thắt nơ lại cho cái phần dây của mình nó cố định ha. Như vậy là khi bé mặc vào nó sẽ tạo cái điểm nhấn ở cái phần sống lưng nè. Đây. Sau khi đã hoàn tất được sợi dây phía sau thì các bạn sẽ móc cho mình các cái chiếc lá để mình trang trí phần thân trước. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc chiếc lá ha. Đầu tiên tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên cho mình 6 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Khi có được 6 mũi móc xích rồi lên 2 mũi xích. Đâm kim vào chân thứ 6 móc một mũi nửa kép. Tiếp tục cho 4 chân móc kế bên, mỗi chân là một mũi nửa kép ha. Thì mình sẽ có 5 mũi nửa kép liên tục cho 5 chân móc. Nửa kép thứ 4 nè. Tiếp tục mũi nửa kép thứ 5. Sau khi móc được 5 mũi nửa kép vào 5 chân liên tiếp, còn lại chân móc cuối cùng. Thì chân móc này các bạn sẽ móc cho mình vào đó 3 mũi nửa kép. Vào cùng chân móc ha. Nửa kép thứ 2 và mũi nửa kép thứ 3. Có được 3 mũi nửa kép vào cùng chân móc rồi lên 2 xích và tiếp tục móc vào đó cho mình 3 mũi nửa kép nữa. Ta sẽ có được 6 mũi nửa kép cho chân móc cuối cùng và nó cách nhau là 2 mũi xích ha. Mình tạo ra được một góc nhọn như thế này. Di chuyển kim đến 5 chân còn lại và mỗi chân móc một mũi nửa kép cho đến hết.
Sau khi móc đến cuối hàng thì lên một xích. Sợi len thừa khi mình giấu vào trong mũi móc nè, ta sẽ tiện cho việc cắt len hơn ha. Để tiếp tục vòng móc tiếp theo, khi các bạn đã móc cho mình lên được một xích rồi, ta tiến hành quay ngược đầu móc lại. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi dời. Tiếp tục dời kim vào chân móc thứ hai. Và dời kim vào chân móc thứ ba. Từ chân móc thứ ba này mình sẽ móc các cái mũi nửa kép từ đây ha, lên cho mình hai xích. Đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời đó, móc một mũi nửa kép. Sau đó làm lần lượt cho các chân móc còn lại cho đến cái khoảng trống hai xích. Thì mình sẽ có tổng cộng được 6 mũi nửa kép cho 6 chân móc ha. Nửa kép thứ hai, nửa kép thứ ba, nửa kép thứ tư, mũi nửa kép thứ năm và mũi nửa kép thứ sáu. Thì mũi nửa kép thứ sáu nó sẽ sát hai cái xích mà mình gây nên ha. Ta có được 6 mũi nửa kép liên tiếp. Thì khi di chuyển đến cái khoảng trống hai mũi xích này nè, các bạn sẽ móc cho mình vào đó 3 mũi nửa kép. Sau đó lên hai xích và tiếp tục 3 mũi nửa kép vào khoảng trống đó ha. Ta cũng có được một cái điểm nhọn nè. Được cái điểm nhọn này rồi rồi thì tiếp tục móc cho mình vào 6 chân liên tiếp, mỗi chân làm một mũi nửa kép bằng với cái khoảng cách này ha. 6 mũi nửa kép vào 6 chân móc. Sau khi có được 6 mũi nửa kép rồi lên một xích, lúc này khoảng trống ở đây nó sẽ dư ra hai mũi móc. Nó tương tự giống như cái mũi dư đầu tiên mà mình móc ở cái hàng móc này. Tức là dư hai cái mũi móc nè. Và ta bắt đầu móc ở chân thứ ba ha. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Tức là khi ta lên một xích tiếp tục quay ngược đầu móc lại. Cũng dời kim lần lượt vào ba chân liên tiếp. Chân đầu tiên một mũi dời. Chân thứ hai cũng một mũi dời và chân thứ ba cũng móc một mũi dời. Thì từ chân thứ ba này móc lên hai mũi xích, móc vào chân đó một mũi nửa kép, lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Mỗi chân làm một mũi nửa kép thì lúc này mình sẽ có được 7 mũi nửa kép vào 7 chân liên tiếp. Ta có được 7 mũi nửa kép vào 7 chân, nó sẽ nhiều hơn hàng bên trên một mũi. Khoảng trống này cũng móc một điểm nhọn ha, 3 mũi nửa kép. Sau đó là hai xích và 3 mũi nửa kép. Được điểm nhọn rồi thì lần lượt móc 7 chân còn lại, mỗi chân làm một mũi nửa kép, tương tự như khoảng cách này. 7 chân ha. Sau khi móc được 7 mũi nửa kép thì ta cũng còn dư lại hai chân móc cuối cùng nè. Bằng với cái khoảng cách của cái hàng đầu tiên ha. Cũng là hai chân. Đây, ở đây cũng hai chân nè. Sau đó tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Tức là mỗi hàng móc nó sẽ tăng được cái kích thước này lên một mũi. Các bạn sẽ móc cho mình làm sao cho phần lá của mình nó có cái độ rộng ra là được ha. Hàng đầu tiên mình có 5 mũi mỗi chân nè, sau đó là điểm nhọn. Hàng tiếp theo là 6 mũi mỗi chân, tiếp tục là điểm nhọn ha.
tiếp theo nữa là 7 mũi mỗi chân, sau đó là điểm nọn nè. Thì móc tương tự tăng dần cho mình cho đến khi cái độ rộng của lá đạt được độ rộng mà các bạn mong muốn là được ha. Cứ bắt đầu mỗi hàng thì lên một xích và dời kim vào chân thứ ba ha. Từ chân thứ ba này lên 2 xích và bắt đầu móc cho mình các cái hàng móc tương tự. Ở đây mình đã dừng lại ở 4 hàng móc cho chiếc lá và lúc này chiếc lá của mình nó đã có cái độ rộng vừa phải rồi. Các bạn tiến hành cắt len và giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau đó móc thêm cho mình 3 chiếc lá nữa, tức là mình sẽ có tổng cộng là 4 chiếc lá. Ở đây mình có móc thêm 2 cái mẫu hoa 5 cánh. Thì cái mẫu hoa này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi ha. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo cái mẫu hoa này, hoặc là các bạn cũng có thể thay đổi mẫu hoa khác cũng được. Sau đó dùng keo nến hoặc là kim khâu, mình khâu cố định cái chiếc lá này cũng như là hoa vào trong thân của đầm. Và khi khâu cố định vào thì lưu ý các bạn khâu cho mình cái phần hoa và lá nằm ở chính giữa của sợi dây nha. Nó sẽ giúp mình che được cái điểm nối của sợi dây nè. Tương tự cho bên này cũng vậy. Ta sẽ tiến hành cột một sợi dây thân trước và một sợi dây thân sau lại. Các bạn có thể cột cuốc hoặc là cột nơ như hình mà mình có để trên màn hình ha. Nó sẽ giúp mình tạo được cái điểm nhấn hơn cho cái phần dây vai ha. Đây, khi hoàn tất thì phần dây nó sẽ như thế này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể trang trí cho mình thêm nhiều họa tiết khác lên trên thân của đầm cho mẫu đầm của mình thêm xinh xắn hơn ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu đầm họa tiết trái dâu như thế này. Chúc các bạn thành công!